Chỉ có hôm nay chị có phóng sanh được cho chị Hoàng Thị Oanh thôi, 3,5 kg cá thòi lòi thôi. Còn anh kia anh đã bán hết rồi. Honey, come, come. Rồi, anh chạy ra luôn đi, nó sẽ bơi theo. Honey, come. Xuống đây con. Honey. Dừng. Honey. Honey. Để xuống rồi đó. Honey, come. Honey, come. Không xuống là hồi mình chạy nó lại bơi theo, nó không tìm được luôn á. Honey, come. Tại anh hồi anh chạy là nó sẽ bơi theo á. Honey. Không. Đi phóng sanh cá thòi lòi nè. Không. Này không. Đây không. Này không. Sao lười vậy? Sáng chưa ăn sáng mà đi nên lười đúng không? Không. Không có về, đi tiếp mà. Đi, con. Đi. Honey, con. Honey. Honey. Không có về. Honey. Come. Honey, come. Đợi em xíu anh ơi. Nó dụ cho em đi theo nó nè. Honey. No. Stay. Come. Honey. Rồi con đi luôn đi. Honey đi luôn đi. Sáng giờ chưa cho nó ăn sáng mà bắt nó đi phóng sanh. Nó xuống nó bơi nó bị lạnh. Hả? Dạ. Thôi kệ, để nó không thấy thì sao. Rồi đi luôn đi xuống. Nó mệt rồi, mấy hôm nay nó mệt, nó làm biếng đi lắm. Mà thấy mình chạy đi là Honey, come. Come. Thôi cho nó ở đó đi. Nó có bơi nó cũng không chết đuối đâu. Anh biết cái chỗ nào bình yên để thả không? Rừng nước ha. Cũng được. Hơi xa hả? Ok.